Anh chị lưu ý nếu mà lựa chọn cái bộ giặt đệm thảm thì nên sử dụng những cái dòng máy mà nó có báng súng sắt như thế này thì nó sẽ đảm bảo yếu tố độ bền. Còn trên thị trường thì có rất nhiều dòng máy, thế nhưng mà liên quan đến khi anh chị dùng ấy là anh chị hay va đập xuống nền đấy. Nếu như mà cái cần nhựa thì nó dễ bị rò rỉ hoặc là bị nứt, khi nó nứt thì sẽ bị hở áp thì anh chị sẽ không dùng được nữa, phải mua báng súng nhé. Và cái giá báng súng nhựa thì mua nó tầm khoảng từ 600 đến 800 một cái báng súng đấy. Cho nên là anh chị lựa chọn những cái con áp, rồi cái áp của anh chị nên lựa chọn cái con áp tầm khoảng ngoài 2000 thì nó đảm bảo yếu tố khỏe và giặt đệm nó sẽ có hiệu quả. Đây nó là cái mỏ vịt kèm theo trong cái sự quá trình chúng ta sử dụng máy hút nhé. Còn máy hút thì anh chị sử dụng cái con hút càng khỏe thì anh chị làm nó càng hiệu quả cao. Còn với một bộ tầm trung thôi thì anh chị để tham khảo. Xin chào tất cả mọi người, video ngày hôm nay tôi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham khảo một cái bộ thiết bị sử dụng để giặt đệm và ghế sofa. Thì như mọi người thấy, trong quá trình khi mà kinh doanh khởi nghiệp về mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì chúng ta thường kết hợp với những mô hình đó là giặt thảm, giặt mành rèm, giặt ghế sofa các loại. Và đây đó là thiết bị chuyên dụng để xử lý giặt những tấm đệm, thảm, ghế sofa. Đấy, về cơ bản về thiết bị máy thì mình sẽ giới thiệu qua để mọi người thấy được cái công năng và cái hiệu quả của nó này. Đây là con máy hút bụi công nghiệp dung tích nhỏ và sử dụng một động cơ. Công suất của nó dao động tầm khoảng từ 1.400 cho đến 1.600. Đấy, và bên cạnh này thì kèm theo đó là một con máy áp rửa xe. Thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng và kết nối luôn. Ở bên trong thiết bị này sẽ có một hệ thống mang lọc bụi. Trong quá trình khi anh chị sử dụng thì khi mà chúng ta hút bụi thì chúng ta sẽ bỏ con này vào mọi người nhé. Bỏ cái nắp bụi này vào này, nắp lọc này vào. Và khi hút nước thì chúng ta sẽ bỏ ra. Và trong quá trình dùng thì mọi người lưu ý cho em đó là nó là hệ thống hút được cả bụi và cả nước. Trong quá trình hút chúng ta chỉ hút nước lưng lưng lên thôi mọi người nhá. Không nên hút lên trên này. Lên trên này thì nó sẽ dễ bị cháy động cơ. Đấy, và trong quá trình tư vấn và quá trình sử dụng thì đã rất nhiều anh chị vướng phải rồi, thì mình có một chút cái lưu ý để mọi người cùng tham khảo. Đấy, và đây nó là cái ống hút này, cái ống hút. Đấy, còn kết nối với ống hút này nó sẽ có các cái phụ kiện đầu kết nối, như là đầu kết nối để hút bụi này. Đấy, rồi là mỏ vịt để sử dụng hút giặt chính nó là đệm và sofa. Và các cái khớp kết nối để vệ sinh ngôi nhà. Và với dòng sản phẩm này thì hoàn toàn có thể hút bụi và làm sạch hút nước nền nhà mọi người nhé. Đây mình sẽ bật qua để mọi người thấy được cái lực hút của nó rất là khỏe luôn này. Đây mọi người thấy này. Khi chúng ta giặt đệm thì chúng ta sẽ dùng con này và kết hợp thêm đó là xử lý ghế sofa. Đây, tác dụng chính của nó là hút bụi và hút nước. Đây chúng ta dùng con này thôi mọi người nhé. Và bên cạnh đây là một con máy áp rửa xe. Con máy áp này thì cũng có rất nhiều những cái phụ kiện kèm theo. Đấy thì mình chia sẻ với mọi người cùng tham khảo cái dòng máy này. Dòng máy này rất là bền này. Và áp giặt rất là khỏe luôn. Với dòng thiết bị này thì đều bảo hành được từ nửa năm cho đến một năm mọi người nhá. Đấy, và khi chúng ta kinh doanh về giặt nhà thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái thiết bị này để giặt đệm bông ép. Đấy, và những đầu kết nối như là dây kết nối thì rất là bền bỉ và chắc chắn này. Đấy, mình sẽ kết nối luôn để mọi người tham khảo. Dây thì rất dài luôn. Dây này dài lên tới cả chục mét đấy. Đấy, chúng ta kết nối này. Có một đầu là chúng ta sẽ kết nối vào đầu ra mọi người nhé. Đây chúng ta sẽ kết nối này. Chúng ta sẽ cắm này. Mọi người thấy nhé, cái đầu này kết nối này, chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào. Đấy, vặn lại này. Đây chúng ta nuôi lên trên này. Đấy là đầu ra. Đây nó là cái vị trí mà chúng ta chỉnh áp nhé. Áp lớn, áp mạnh chúng ta chỉnh ở đây. Chỉnh đầu áp ra đây. Và đây nó là kết nối đầu vào. Và đây đó là cái ống vòi để cấp nước này. Đây đầu vào chúng ta chỉ cần cắm vào thôi. Đây mọi người lưu ý này. Cắm kêu một cái được. Kéo ra chúng ta bóp ra này. Đây nhá.
Đấy, như thế là được. Còn đầu này thì chúng ta sẽ kết nối với lại cái đầu lọc tránh cặn. Nó cắm vào là được. Đấy, như thế này được. Sau đó là chúng ta sẽ cho vào một cái xô nước, hoặc là mọi người có thể loại bỏ cái đầu này ra. Chúng ta cắm trực tiếp cái ống này vào vòi nhé, vòi nước cấp cho máy luôn. Đấy, có hai trường hợp. Đấy, còn đây là cái mọi người lưu ý một chút. Trong quá trình mà sử dụng về thiết bị máy áp rửa xe á, thì mọi người lưu ý khi mà chúng ta thao tác thì thường chúng ta sẽ cái cần súng chúng ta hay bỏ xuống đất như này. Thì trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cái dòng máy là những cái dòng máy mà cần áp bằng nhựa. Thì trong quá trình nếu như mà chúng ta mua những cái dòng máy áp nhựa như thế, cần bằng nhựa như thế, thì khi chúng ta thao tác chúng ta làm, chúng ta vô tình thôi thì rất dễ nó bị hỏng. Đấy, nó dễ bị nứt. Và khi nứt thì chúng ta sẽ bỏ, chúng ta không làm được nữa. Và đây mọi người lưu ý là nên mua những cái dòng máy mà có cần súng bằng sắt mọi người nhá. Cần súng bằng sắt thì nó đảm bảo cái độ bền. Còn đây nó là dòng máy mà có thể chỉnh áp này, có các cái tính năng công nghệ như là phun xương, xịt tia. Đấy, chúng ta có thể là dọn dẹp sân nhà, rồi chúng ta có thể tưới cây, tưới giàn nan. Đấy, chúng ta có thể sử dụng bằng con máy này. Áp rất là khỏe mọi người nhá. Đấy, mình sẽ kết nối tiếp vào con cái tay cầm mọi người thấy này. Đấy, cái đầu kết nối của nó nhá. Nó rất là bền bỉ luôn. Đấy, thế là chúng ta đã kết nối xong. Và trong quá trình ví dụ như anh chị muốn vệ sinh xe ô tô hoặc xe máy thì chúng ta sẽ sử dụng chính là cái bình này. Cái bình này thì chúng ta sẽ cho nước rửa bát hoặc nước giặt hoặc chất tẩy vào đây. Sau đó là chúng ta sẽ để nguyên chất mọi người nhá, chúng ta không pha nước. Sau đó chúng ta sẽ cắm cái này lại, nó có khớp này. Đấy, và chúng ta sẽ kẹp nó vào đây. Kẹp nó vào đây. Và khi mọi người xịt thì cái nguồn nước nó sẽ đẩy ra và nó sẽ có một cái đường ống nó dẫn và nó đưa nước giặt ra đây. Nước tẩy nó phun lên các cái bề mặt đồ mà chúng ta muốn xử lý. Đấy là mình sử dụng trong trường hợp nó phun bọt tuyết. Đấy, chúng ta xử lý xe, để giặt xe, rửa xe mọi người nhé. Đấy, vậy thì vừa giờ mình vừa chia sẻ tới mọi người cùng tham khảo qua một cái cặp thiết bị để sử dụng giặt đệm bông ép. Thì mọi chi tiết thì mọi người có thể tư vấn qua số điện thoại của mình, nó là 0397742111. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và xem hết video. Mình là Huy, đến từ thương hiệu Giặt Cộng. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.